Đây là đường số 1 nè. Đông trùng hạ thảo, trời đất ơi, xin thưa bà con bác nhé, cái đông trùng hạ thảo bữa giờ không biết mẹ mày cồ nghe lời ai á, đi mua đông trùng hạ thảo xăm gì đó, đông trùng hạ thảo về cho ba mày cồ uống, mà năn nỉ ba mày cồ uống quá trời, ba mày cồ uống uống có một lần nó giống như là cái ống gì đó, không biết vợ của ba mày cồ bây giờ là ghiền cái mà gọi là bán hàng online đó bà con. Trời đất ơi, bà cứ ngồi, bà ngồi, bà nghe. Nghe mà riết là nghiện, giống như là người ta xem YouTube vậy bà. Bây giờ là vợ ba mày cầu là nghiện xem bán hàng online đó. Trời ơi, sáng tối ngày đêm có lúc nào cũng thấy là mở nghe coi bán online. Rồi xong nó nghe xong bắt đầu mua về bắt ba mày cầu uống thấy bà nội luôn. Bà ba mày cầu mới uống có một lần à, mà ba mày cầu không chịu uống nữa. Đây là nhà thờ Thánh Phaolô rồi các bạn. Bạn thấy hân hoan đón chào Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ. Hình như đang bên trong đang làm lễ. Hân hoan chúc mừng các tân chức. À rồi, thụ phong linh mục luôn. Ba mày rồi thấy sáu cha tân chức linh mục. Hôm nay có sáu cha mà xa quá, ba mày rồi không thấy sáu cha tên gì. Vậy là hôm nay là thụ phong chức linh mục đó bà con. Tân chức. Bà con có bác có muốn nghe ba mày cầu kể về cái nhà thờ Thánh Phaolô này hay không nè? Mà không biết còn nhớ đi kể không nữa. Thôi bây giờ ba mày cầu nhớ gì ba mày cầu kể đó nha bà con. Nếu có sai có thiếu gì bà con có bác bổ sung vô thêm giúp ba mày cầu. Xin thưa bà con, ở bác á, cái nhà thờ Thánh Phaolô này là được thành lập vào khoảng đầu thập niên 60 á, hình như là năm 61, nhưng mà như chính thức á, là như năm 62, đúng rồi, hình như năm 62, nhưng mà được khởi đầu những cái ngày đầu á, là khoảng năm 61. Thì cái người mà cái cha mà xây dựng, có công xây dựng đầu tiên đó là cha Vũ Sĩ Ba nha bà con. Mà cha Vũ Sĩ Ba này là do thuộc về giáo dân gốc là Phát Diệm. Hồi đó bà con cô bác biết mà vào năm 1954 á, khi mà hiệp định mà chia đôi đất nước á, đây có chùa Vạn Phước nè. Khi mà có hiệp định mà chia đôi đất nước á bà con, thì ở đây á, ở miền Nam Việt Nam á, là chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm á, mới thành lập ra một cái tổng quỹ. Thì gọi là gì, tổng quỹ di cư, có nhiệm vụ là coi như là đưa các đồng bào giáo dân ở ngoài miền Bắc, không phải giáo dân nữa, đồng bào miền Bắc đi di cư vào miền Nam, thì cái đó là nơi đó là tổng quỹ di cư đó. Thì khi mà họ vào đây thì cái bộ phận đó bắt đầu họ phụ trách là họ đưa mấy cái người này đi ra khai quan lập ấp, gọi là quan hóa đó. Những nơi mà vùng xa, nói chung là ở nơi Sài Gòn mà chưa có ai khai phá. Tại hồi xưa đất quan nhiều lắm rồi con, không ai ở, dân thì ít mà đất thì rộng. Rồi, chùa này là chùa Vạn Phước ha. Chùa Vạn Phước này cũng nổi tiếng lắm á, trước năm 75. Giờ mà đi đường nào ta? Đường này đi. Con đường này là đường tỉnh lộ 10 nè. Cái hướng ba mày cầu đang đi là hướng đi về Đức Hòa đó bà con.
Ở Sài Gòn này mà đi băng qua đường mà không có xe, không có bấm còi là chết rồi bà con. Xe ở đây nó chạy ào ào xuống. Sài Gòn mình nó đói nghịch lại với nước ngoài nhiều lắm. Nước ngoài bấm còi là khó chịu lắm, nhưng mà ở Việt Nam này không bấm còi là không được nha. Không bấm còi là mình thiệt thòi cho mình đó. Sau khi mà cha Vũ Sĩ Ba này là cũng theo cái đoàn người di dân đó, thì sau khi mà ở những cái trại tạm cư gì đó thì cha mới được một phần về định cư ở cái khu mà khu nông trường Lê Minh Xuân đó bà con. Khu đó hồi xưa đó là khu rừng, vẫn còn chưa có ai khai phá hết, thì cha Vũ Sĩ Ba với giáo dân gốc Phát Diệm của mình á mới được đưa về đó. Mà ba mới còn nhớ làm hình như là cùng với cha là còn có tới bốn khu lận ở đó, nó tới tổng cộng tới 4 khu lận, là ngay cái khu vực mà cái cầu Kênh Sáng mà bây giờ nó còn cái giáo xứ Ninh Phát ở đó đó bà con đó. Rồi thì cái hình như cha là gì ta, quên là bà rồi ta, Ninh Phát nè, gì Hòa ta, rồi ba mày cầu quên hết rồi. Quên bài rồi, bà con có bác biết thì bà con có bác nhắc giúp ba mẹ cầu, tại ba mẹ cầu chỉ nhớ cốt truyện thôi chứ còn mấy cái tên thì ba mẹ cầu không nhớ nổi. Lát nữa ba mẹ cầu nhớ, ba mẹ cầu rồi nói. Thì khoảng vào năm 57, 58 gì đó là cha được phân về dưới đó bà con. Thì cũng có xây nhà nguyện này đồ đầy đủ hết đó. Thì khi mà ở dưới thì hồi xưa chính quyền cái bên mà tổng quỹ di cư đó bà con, họ có hỗ trợ cho bà con chứ không phải họ quăng con bỏ chợ đâu. Thì cứ tầm khoảng 2-3 tháng gì đó họ có một chiếc xe tải chở gạo với lại thực phẩm xuống để tiếp tế, để trong cái thời gian mà khai hóa đó. Thì cái chuyện đó cũng bình thường thôi, nhưng mà vào khoảng đầu thập niên 60 thì khi mà bà con cô bác biết đó, khi mà quân đội Mỹ bắt đầu tiến hành mà đang có ý định mà bắt đầu vào miền Nam á, vào khoảng đầu thập niên 60 thì cái nơi dùng đất đó bắt đầu trở thành là cái nơi mà coi như là quanh kích dữ dội lắm nha bà con. Trên đó là máy bay thả bom, dưới là súng bắn lên, thì bà con giáo dân người ta không có yên tâm. Chính vì lẽ đó cho nên bắt đầu là đoàn người bắt đầu di tản đi thêm một lần nữa, đi kiếm một chỗ khác. Thì hồi xưa là trên cái vùng mà Lê Minh Xuân đó thì thuộc về giáo hạt Tân Sơn Nhì, thì cái vùng ngay đây nó cũng thuộc về giáo hạt Tân Sơn Nhì, cho nên là bắt đầu các cha bắt đầu mới tìm một cái vùng để mình đi tìm chỗ mới. Thì ngay cái vùng Lao Sậy, cái chỗ mà giáo xứ Thánh Bao Lô á, hồi xưa đó cũng là một cái vùng hoang hóa luôn bà con, hoặc là gì có hay sao á, mua lại hay sao ba mẹ còn không rành. Thì cha Vũ Sĩ Ba mới đầu mới dẫn giáo dân của mình đi di tản về đó vào năm 61 và xây cái nhà nguyện. Đến năm 62 là cha được chính thức là được phong là coi như là chánh xứ tiên khởi của giáo nhà thờ Thánh Phaolô. Cùng thời gian đi với cha cũng còn có sau này cũng còn khi mà chiến tranh mà ác liệt diễn ra nữa thì có cha Dông nè ở giáo xứ tự nhiên ba mươi cũng quên rồi, đi về bây giờ nó là nhà thờ Phú Thọ Hòa đó bà con. Còn cái nhà thờ Ninh Phát á, còn cái nhà thờ Ninh Phát thì lúc đó là cũng có một cái cha, nhưng mà lúc đó là cha là chủ trương là cha không có đi nhưng mà bà con giáo dân đi hết rồi, còn có mình các cha, còn cha ở lại. Thì cho nên là nhà thờ Ninh Phát vẫn giữ lại được cái tên nha bà con, tại vì cha không có đi mà các giáo dân đi. Thì các giáo dân đi bắt đầu mới đi về phía khu An Sương đó bà con, thành lập ra một cái giáo xứ gọi là giáo xứ Lạc Quan. Giáo xứ Lạc Quan nằm ở trên đó. Đây đường chiến lược hả? Thì khi mà cha Vũ Sĩ Ba đó thì về đây thành lập nhà thờ Thánh Phaolô nè bà con, vào năm 61 rồi 62 là được chính thức là chánh xứ tiên khởi. Nhưng mà cha có công dẫn các giáo dân mình về đây xây dựng nhà thờ mới, nhưng mà cha làm chánh xứ tiên khởi độ rầy khoảng một năm mà bà con, chưa tới một năm nữa, khoảng vài ba tháng khoảng, nhưng mà cũng lâu á, nhưng mà chưa tới một năm. Thì lúc đó là cha đi nhận nhiệm sở mới nha bà con,
Thì lúc đó là cha về ở trên gia kiệm á, Phố Nai á, thì để cha nhận chánh xứ ở đó. Lúc đó chánh xứ trên đó là chánh xứ Phúc Nhạc đó bà con. Thì mỗi lần mà ba mẹ con đi lên Đà Lạt, ba mẹ con có thấy cái giáo sư Phúc Nhạc đó. Giáo sư Phúc Nhạc đó nằm đối diện qua cái chợ Phúc Nhạc luôn. À. Thì chưa có dịp. À. Thì cha về đó thì lúc đó là cha giao lại cái nhà thờ Thánh Phaolô này cho cha Dông. À, hình như là vậy, ba mẹ con nhớ là vậy. Cha gì á, tại vì cùng cái tên với lại cha ở bên nhà thờ Phú Thọ Hòa luôn. À. Thì cha Dông này bắt đầu mới làm coi cái giáo xứ này cho đến hết năm 75. Thì bắt đầu qua năm 75 thì bắt đầu chuyển về cho giao lại cho một cha nữa. À, giao lại cho một cha nữa mà ba mẹ cậu không nhớ tên, cho Quân hay là cho gì đó. À. Thì đó là sơ khởi về cái nhà thờ Thánh Phaolô mà ba mẹ cậu biết được. Không biết có nó có thiếu gì không. À. Rồi nhà thờ Thánh Phaolô bây giờ là được xây dựng lại rồi nha bà con. À. Hình như là xây dựng vào năm 2003 đó, 2003, 2000 hay 2003 gì ba mẹ cậu không nhớ, mà đầu thập niên 2000 là nhà thờ Thánh Phaolô rồi được xây dựng lại. À. Bắt đầu tiến hành, bắt đầu xây dựng lại mới như bây giờ như bà con bắt thấy đó. Rồi hồi đó thì nhà thờ Thánh Phaolô này không có giáo dân nhiều đâu bà con, tại vì cái vòng vòng cái khu vực này á, nó ít bà con lắm, bà con giáo dân lắm, giống như nguyên cái miệt Bình Chánh á, bà con bắt đi kiếm hiếm thấy nhà thờ lắm nha bà con. À. À. Thì nhà thờ Thánh Phaolô này hình như là được có hiện tại bây giờ đang có 4 giáo khu á, ta mới rồi nhớ là như vậy. Và bà cha phần là vòng vòng cái khu vực này là hầu như là người ta đi lễ nhà thờ Thánh Phaolô này. Cho nên bây giờ á là giáo dân ở nhà thờ Thánh Phaolô này cũng bắt đầu cũng đông dần lên rồi đó bà con. Tại vì bà con có bác biết sao không? Ngay cái khu vực này không có nhà thờ nhiều là một. Với thứ hai nữa là nơi đây là từ khi mà năm 94 á là có cái khu công nghiệp đó bà con. À, thì thế là bà con có bác biết mà khu công nghiệp là sao, là người dân người ta đổ về. Mà ở đây là khu công nghiệp lớn nhất Sài Gòn, quy tụ gần cái 100.000 công nhân mà bà con. Đó, thì khắp các nơi đổ về, trong đó có người Công giáo. Mà người Công giáo thì bà con cô bác biết đó là họ có một cái tục lệ là ngày cuối tuần là phải đi lễ. Đó. Chính vì lẽ đó cho nên là khi mà họ tới một cái nơi nào đó thì đầu tiên là họ sẽ kiếm cái nhà thờ để họ đi lễ. Thì vòng vòng đây là đa phần là các công nhân. À, hoặc là những người nhập cư á, à, thì họ về đây bắt đầu họ tới đây, cho nên là giáo xứ nhà thờ Thánh Phaolô này ba mẹ cậu thấy rất là đông, nhất là vào cái ngày thứ bảy chủ nhật á, đông lắm, và nhà thờ phải làm mấy lễ luôn á mới đủ. Rồi hiện tại bây giờ ba mẹ cậu đang có mặt ở đây là con đường Hương Lộ 2 nè bà con, 558. Thì bà con cô bác nào mà thích nghe ba Michael kể chuyện thì nhớ ủng hộ ba Michael bằng cách đó là cho ba Michael một like nha bà con. À, để ba Michael có thêm cái động lực để sau này ba Michael tìm kiếm thêm những cái câu chuyện nào đó để ba Michael kể chuyện cho bà con cô bác nghe. À, thì bà con cô bác mà có thích nghe thì nhớ ủng hộ ba Michael bằng cách cho ba Michael một like. À, nhớ bấm nút đăng ký kênh để đừng bỏ sót video nha bà con. Trên đường đi thì ba Michael có nhớ được cái gì thì ba Michael sẽ chia sẻ cho bà con cô bác cái đó. Rồi con đường này Hương Lộ 2. Bây giờ nó mang tên là, ủa nó cũng là Hương Lộ 2 luôn. À, ba mẹ gọi tính nó là Thoại Ngọc Hầu rồi nhưng mà không phải. Con gà sớm ở. Chà, sáng nay đói bụng quá. À, xin thưa bà con cô bác đó, từ giờ đến tháng 9 là ba Michael là hôm bữa trước là dự định đến đi Đà Lạt đó bà con, nhưng mà thiệt sự là phải nói rằng là bây giờ đi Đà Lạt cảm thấy bất an quá, cho nên là phải hủy bỏ cái chuyến đi Đà Lạt đó. Thật sự mà nói thì ba Michael nghĩ là bên Đà Lạt là
các cấp chính quyền với lại dân trung ương là phải suy nghĩ thế nào, tại vì Đà Lạt đó là một cái nơi du lịch hầu như người dân ai cũng muốn đi với bà con, nhất là Ba Mê Cồ. À, tại vì nó là cả một cái hồi xưa luôn rồi đó. Dân Sài Gòn mà nói tới Đà Lạt, Vũng Tàu là biết bao nhiêu ký ức nằm trong đó. Nhưng mà thật sự là bây giờ đi thấy bất an quá, sợ quá. À, cho nên là chính quyền Đà Lạt phải phối hợp như thế nào để lấy lại cái, đừng có để người dân bất an như Ba Mê Cồ. Tại vì nếu mà làm như vậy á, người dân người ta không có dám tới đi du lịch á, thì thiệt thòi là vẫn chỉ là Đà Lạt thôi. À, Đà Lạt đa phần là bà con có bác biết không, cái ngành du lịch nó cũng chiếm cái tỷ lệ kinh tế dữ lắm đó. Bây giờ đường đi lên á, thì chỉ có từ đó giờ có con đường lập đạo là quốc lộ 20 à. Bây giờ cái đèo Bảo Lộc ha, mà cũng hên nha, công nhận hên thiệt. Vừa mới xong cái dầu dây Phan Thiết cái là đi được quốc lộ 28B ha, thì nó bị dính cái đèo Bảo Lộc, cũng hên. Rồi nhưng mà vừa mới 28B xong thì bắt đầu xảy ra cái hiện tượng là một cái âm người dân á, người ta vì chắc Ba Mê Cồ nghĩ là do họ nghèo là một, đói nghèo là một, và thứ hai nữa là dân kiến thức không có, họ chỉ nghĩ họ có lợi cho họ thôi, họ đi họ đào đường để họ đi gây làm cho mấy cái xe tải đi qua nó bị nổ bánh đó bà con, để họ chỉ có mục đích là họ kiếm tiền thôi, kiếm tiền vài ba đồng mà đem sinh mạng ra đó. Người dân cũng không có yên tâm lắm. Rồi xong trên đó đó, thì bây giờ đó trên đường đi tới Đà Lạt là đã như vậy rồi, xong lên tới Đà Lạt thì bây giờ bà con có bắt không, hỏi tí mưa chút xíu thôi là bà con có bắt không, một miền ở trên cao mà trên núi mà bị xảy ra hiện tượng ngập, bà con có bắt chịu nổi không? Hồi đó chỉ có tưởng là nó bị cứ vài ba chỗ, bây giờ nó càng ngày nó càng ngập cục bộ, cứ mưa chút xíu lâu lâu chút rồi bắt đầu là đường xá thành sông thành lũ cuốn, thấy ghê luôn. Có nhiều người người ta còn châm biếm mà gì mà lên Đà Lạt trên lưng trên núi mà lấy cái xuồng bơi đó bà con. Thấy nó, mình bị Ba Mê Cồ mình thì không rành ở trên địa bàn Đà Lạt, mà mình thấy cái cảnh đó là mình thấy cũng sợ đó. Không biết nó nằm ở khu vực nào thì mình không có định vị được, nhưng mà thấy cái cảnh gì đâu mà thấy mà nước nó dâng lên nhà rồi chứ. Trên miền núi mà vậy rồi thôi chết rồi đó. Rồi xong hôm bữa trước tính đi cái đùng cái trời ơi, nó sạt lở ngay chỗ trên con đường khúc mà trên Yên Bái với Hoàng Hoa Thám. Mà bà con cô bác biết không, Ba Mê Cồ thường hay lên đó, bây giờ Ba Mê Cồ biết là có một chỗ hồi Tết đi đó là nằm ngay chỗ đường Hoàng Hoa Thám rồi con. À, trời ơi, lên định vị là cái bản đồ nó nằm ngay cái chỗ mà cái khách sạn Ba Mê Cồ ở luôn, thế là đâu hủy liền, đặt phòng trước rồi đó bà con, tại quen á, đang dặn trước mà cuối cùng Ba Mê Cồ phải hủy luôn. Rồi hôm bữa trước nè, xong cái vụ đó xong cái Ba Mê Cồ tính đợt này đi nè. À, tính đợt này đi mà tự nhiên xảy ra cái thêm vụ này nữa, làm tự nhiên là bây giờ là thấy nó bất an, không dám đi nữa. À, cho nên Ba Mê Cồ nghĩ là Đà Lạt này phải nhanh chóng để lấy lại cái hình ảnh, chứ còn mà làm cái đó thì thiệt thòi vẫn là Đà Lạt. Nhưng mà trong bất cứ trường hợp nào thì người dân Sài Gòn người ta vẫn thích đi Đà Lạt nha bà con. Ba Mê Cồ nói thật, tại vì nó nhiều kỷ niệm trên đó lắm, nhất là gia đình của Ba Mê Cồ hồi xưa là bà nội là ở trên Đà Lạt mà. À, đây là đường Nguyễn Lý. Ngoài đường này là đường Thành Lam.
Con đường này là đường Thoại Ngọc Hầu ở số 273. Con đường này hồi xưa nó vẫn là con đường Hương Lộ 2 á bà con. La cà phê. Đường này cây xanh nó cũng không có nhiều, mà quán cà phê thì liên tục luôn. Chết chào. Ôi cha, đây bà con bác xem kìa. Đó, giải tỏa đó bà con. Hủ tiếu, bánh canh nuôi, hoành thánh và rượu. Đẹp sạch rồi. Nguyên một chiếc xe luôn. Mà nguyên chiếc xe đó bà con quát thấy không? Chiếc xe đó mà họ chế biến mà giống như thành một căn nhà luôn đó bà con. Đó, đó xuống là coi như là xử lý gom về. Đó, tội nghiệp rồi bà con. Nhưng mà thật sự không làm là không được. Tại vì bà con thấy không, nguyên cái khúc đó ban đầu họ chỉ có một cái xe thôi. Sau đó họ căng cái bạc ra, rồi căng ra giờ thành nguyên cái căn nhà luôn. Nhìn á, mình nhìn thì mình thấy mình đau xót thiệt ha bà con ha. Nhưng mà ba mẹ con cũng không ủng hộ cái đó. Biết bao nhiêu cái tình cảnh rồi bà con có bác thấy không? Thiệt nhiều lắm. Ba mẹ con nói thật. Cứ ban đầu á là chính quyền cho thấy họ buôn bán rồi ở đâu tới mà không có thì cho họ dựng đỡ. À rồi sau đó ở. Nhưng mà xin thưa bà con bác, chỉ cần mà cỡ khoảng 5 năm, 10 năm hay 20 năm nữa đến thời đời con thì cháu của họ lên cái rồi là bắt đầu cái đất đó là đất của nhà tao luôn. Rồi xong nhà nước bắt đầu phải đi bồi thường là con. À, cho họ phức quá mà cỡ khoảng 10 mấy 20 năm cái thôi là sau này muốn dời đi là phải bồi thường. Điển hình là bà con bác thấy cái chỗ chợ cũ á, Tôn Thức Đạm đó, chợ cũ Sài Gòn đó bà con. Hồi xưa rõ ràng trước năm 1975, ba mấy con thấy rõ ràng luôn, ở đó là có một cái tấm hình, nguyên đó là nguyên con đường giống vậy nè bà con. Hai bên là vẫn có bán nhà, vẫn có bán chợ nha, à, vẫn có tiệm hàng quán đàng hoàng nha. Nhưng mà nó không có cái gì mà trên đường hết. Rồi không hiểu sao vài ba chục năm sau cái chợ cũ nó sinh sôi ra. Nó dựng lên mấy cái sạp giống như kiosk vậy đó. Nguyên một con đường luôn, sạp kiosk. Bây giờ nhà nước muốn giải tỏa đó để lấy lại con đường cho người dân là bây giờ phải bồi thường. À, mỗi một bồi thường là như là mấy chục triệu á, mà bây giờ là nhà nước hình như là chưa có tiền bồi thường sao, cho nên là người dân vẫn còn ở đó hoài á. Cho nên mà mấy cái trường hợp đó là ba mươi cầu đó thật, nhìn thì mình thấy mình đau lòng, mình thấy mình đau xót thiệt á. À, thấy tội quá, người ta buôn bán, người ta làm ăn, người ta buôn bán này nọ, mà bây giờ mình lợi cái mình đuổi người ta đi này nọ thì thật sự đó là ác nhân thức đức thiệt luôn á. Không sống thấy như vậy. Nhưng mà thật sự nếu mà mình không làm như vậy á bà con, vài ba chục năm sau là bắt đầu là nhà nước muốn bưng đi á là phải trả tiền á, à, để đưa họ đi chỗ khác. Còn không trả tiền thì lại không thôi là lại có cái cảnh là coi như là nhà nước xuống lấy nhà dân hay gì đó, ABC gì đó. À, nó ngộ lắm. Cho nên thì bây giờ mình thôi, mình thấy cái cảnh đó vậy đó thì mình phải cắn răng thôi, cắn răng mà mình làm, chứ không thôi là sau này phiền phức lắm. Mà họ thì thật sự là những người đó là họ không phải là dân Sài Gòn đâu nha bà con. Họ dân đâu tới á, dân đâu tới bắt đầu cái dựng đại, cái chỗ nào thấy trống trống bắt đầu cái ra dựng bán, ban đầu là chỉ có xe nhỏ à. Từ từ cái lên quá trời. Bây giờ là xuống dọn thì họ ok nha. Đợi cỡ vài ba năm nữa thôi là ba mươi cầu đó thì họ xây và gặp luôn á. Phía bên tay phải là đường kênh Tân Hóa nè, hồi xưa đó là dòng kênh. Ở đây là có cái thượng nguồn của kênh Tân Hóa là nằm ở đây nè bà con. Con đường này đó, bây giờ ta giữ là đường kênh Tân Hóa nè. Hồi xưa đó là cái dòng kênh nước đó bà con. Miếu Ngũ Hành, Hồ Quỳnh. Trong video ngày hôm nay ba mẹ gò sẽ chở bà con cô bác đi lên Gò Vấp nha bà con. À, bà con cô bác cùng với ba mẹ gò sẽ tìm lại cái nghĩa trang quân đội Gò Vấp, nghĩa trang Hành Thông Tây á.
xe đó xe chở tù của bà con. Đường này bây giờ mang tên là đường Hồng Lạc. Hồi xưa bên tay phải này là không có nhà nè, bên đây là cái hồ nước. Nơi đây là thượng nguồn của con kênh Tân Hóa, đường Đồng Đen. Bây giờ người ta rắp lại là làm đường Đồng Đen luôn rồi. Giờ ba mình cầu quẹo trái vô con đường Đồng Đen để mình đi lên Gò Dấp. Đáng lý là 30 cầu cắt ngang qua con đường kia là đi ra tới nghĩa trang quân đội Gò Dấp, nó lẹ lắm. Nhưng mà 30 cầu sợ các bác không có nhớ đường á, cho nên 30 cầu sẽ đi theo cái lộ trình đó là từ ngay chỗ ngã ba Chú Ý nha bà con. Từ ngay ngã ba Chú Ý mình sẽ đi lên ngã năm Chuồng Chó, rồi sau đó mình sẽ đi lên nghĩa trang quân đội Gò Vấp. Ở nước ngoài có cái kiểu mà xịt xe mà nước văng tùm lum vậy mà con. Mai mà gồ qua cái nước dịch văng ướt hết trơn luôn. Mà ở đây có mì Quảng, Cao Lầu, Gốc Hội An. Vô làm ăn tô mì Quảng nha bà con. Vô ăn tô mì Quảng đi rồi mình đi tiếp. Sáng nay mời bà con cô bác cùng với ba mẹ cô ăn mì Quảng nha. Đây, đây là cái bánh. Đây là tô mì Quảng ba mẹ cô kêu tô đặc biệt đó bà con. Gốc Hội An nha. Rồi có hai trứng nè. Đây chắc gà, thịt heo và hai con tôm. Tôm này chắc có lẽ tôm rim lên. Đặc biệt là phải có rau nha bà con. Mì Quảng là phải ăn rau nhiều. Mà còn không biết bà con cô bác sao chứ mà mì Quảng là phải ăn rau nhiều mới ngon. Ở mì Quảng đặc biệt mì Quảng là người ta nước uống là ít nha bà con, nước ít lắm, cho nên bà con bác muốn ăn nước nhiều là phải nói. Rồi này còn sau đó cái bánh này bánh đa bà con cô bác bóp bỏ vô giùm ba mì còn ha. Bóp bỏ vô bóp bỏ vô. Cái quán mà mày còn nằm ăn là trên đường Đồng Đen luôn đó. Chiếc xe thần thánh của bà mày còn chở bà con quát đó. Nước chấm nữa. Bà mồm một bút chén nước chấm. Mấy cái này ba mày còn không ăn được. Ớt quá trời luôn. Thôi nước chấm ăn được nè. Hồi xưa là gặp mấy này phải cắn trái ớt cho bà. Bằng giá bà con. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là ba mày còn. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.